Nếu như các bác đang tìm một cái mẫu đẩy công suất bãi đẹp, chất lượng, công suất khỏe lên tới là trên 1000W một kênh thì hãy xem video này các bác nhá. Mẫu đẩy thương hiệu hãng DH Audio DT1000. Máy cực kỳ đẹp và rất là chất. Cái thương hiệu DH này thì nó nổi tiếng rất là nhiều với các cái mã loa và cái driver, thì các bác có thể thấy là những cái đôi loa DH này nó cực kỳ chất lượng. Thương hiệu DH Audio, thương hiệu quá là lớn rồi. Và công suất khỏe, máy cực kỳ chất, hình thức đẹp. Vài ngày trước thì em có về lô súp hầm LDH Audio, cũng là thương hiệu của hãng DH Audio. Và cái mã súp hầm này thì nó là từ 220 họng côn 100, súp bát 50. Và nó cần công suất rất là lớn để khai thác tốt cái chất âm của cái loa súp này. Cái lô này là nó chuyên đánh các cái mã súp hầm vừa rồi, nó về cùng hàng, cùng lô các bác nhé. Công suất rất là khỏe, hình thức đẹp đó, và thương hiệu lớn. Rất hiếm khi những cái hàng bãi mà tuyển được những cái lô công suất lớn lên tới là hơn 1000W. Máy class H cực kỳ chất lượng như này các bạn. Mặt phai nhôm rất là dày, thương hiệu. Dòng này thì bề ngoài thì các bác có thể thấy là đây là một con máy hết sức là đẹp đúng không ạ? Hình thức đẹp. Và dòng này thì chắc chắn rồi, hàng bãi, hàng thương hiệu lớn, linh kiện chuẩn xịn thì tất nhiên chất âm của nó sẽ hay. Bên trong và phía đằng sau mên mạch thì các bác có thể quan sát, ở đây là một cục đẩy công suất có thể là cắt được đúng không ạ? Cắt được cả súp này. Các bác có thể thấy là cái giải low mix ở đây, nó cắt xuống cái giải tần là 35Hz. Inmay mã vạch đầy đủ các bác nhé. Bên trong thì em ngày hôm nay thì em sẽ review cho các bác về cái lô đẩy này, cũng như là sẽ có cái mức giá ưu đãi nhất cho anh chị em các bác nhé. Các bác có thể thấy là cái thân vỏ nó cực kỳ đẹp, rất là xuất sắc luôn ạ. Một con đẩy đẹp. Các bác theo dõi kênh thì bỏ ra một vài giây ủng hộ em thì anh, kênh Vua Công Suất, một online các bác nhé, để tiếp tục em sẽ tìm kiếm các mặt hàng âm thanh chất lượng gửi tới anh chị em và các bác. Ok các bác, bên trong bên mạch thì các bác có thể quan sát cho em này. Đây là một chiếc đẩy công suất lên tới là hơn 1000W một kênh. Chính vì vậy công suất của nó thì nó sẽ biến áp nó rất là lớn, lên tới là trên 20cm. Đấy, cục đẩy này thì em có đo thực tế thì nó lên tới là hơn 21cm biến áp nguồn đông. Và đây là cái thông số kỹ thuật của cục đẩy này. Các bác quan sát cho em là cái mã đẩy này trên 1000W một kênh, tất nhiên rồi, nó phải chạy hệ mạch class H và điện áp của nó cao nhất là 108V. Điện áp tiếp theo cấp áp thứ hai là 54 0 54 108. Đó. Sò thì cái dàn sò của máy sẽ nằm ở phía dưới này và nó sẽ có bù áp lên tới là trên 40 con sò. Tụ 2 4 6 8 quả tụ lọc. Tụ ở đây là tụ của hãng Jun, tụ 80V và dung lượng là 10.000 microfarad các bác nhé. Bên mạch máy thì đang còn rất là chất ạ, có mạch cao su. Những con đẩy này thì các bác rất là đa năng, các bác có thể là sử dụng cho súp đúng không ạ? Cứ mỗi vế các bác đánh cho em một quả súp đơn bát 50 từ 220 cùng 100. Hoặc với loa full thì các bác sử dụng cho em là full đôi bát 40, full đôi bát 30, hoặc có thể là hai đôi loa full bát 40. Đảm bảo các bác là đánh căng đánh hay các bác nhá, khỏe căng hay, chuẩn xịn hàng hãng. Ok các bác nhá. Cục đẩy DH Audio em sẽ kết nối trực tiếp tín hiệu từ TV xuống này, sẽ không qua bất cứ van nào và đưa tín hiệu ra đôi loa full bass 30 BMW. Các bác và em sẽ cùng test thử chất âm của chiếc đẩy công suất này nhé. Chất âm hay, quá ngon đúng không ạ?
hơn 1.000W một cây. Nhận hàng thì các bác được kiểm tra, được thử hàng các bác nhá. Các bác cần chi tiết thì hãy liên hệ đến số điện thoại cửa hàng. Với cái mã DH này thì bên cửa hàng sẽ bán với mức giá là 5.200.000 đồng, và em sẽ bao ship cũng như là bảo hành cho các bác 3 tháng để các bác yên tâm sử dụng. Đó. Và các bác khi mà nhận hàng, các bác test thử không ưng không hay, các bác có thể là trả lại hàng cho em thì anh. Rồi, em xin được phép là dừng video lại đây thôi. Em sẽ để số điện thoại để các bác tiện liên lạc ở bên dưới phần bình luận các bác nhé. 0982 580 959. Đó, 0982 580 959. Đây là số điện thoại để các bác tiện liên lạc. Một lần nữa thì em xin được chân thành cảm ơn các bác đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em và các bác.